Cả nhà ơi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ đi bắt ốc xem có hôm mình về luộc ăn hết cả nhà. Mình mời cả nhà đi cùng mình ha. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ lội xuống đây mình bắt ốc nha cả nhà. Ốc này là ốc dừa cả nhà, ốc nó nhỏ nhỏ không à, nó không có bự. Thì mình bắt gì mình luộc ăn ha. Lâu lắm rồi mình không có đi bắt ốc đó cả nhà. Có mấy con à, chưa có nhiều, mới bắt à. Sáng đụng nước mát quá mà té xuống đây một cái chắc thôi lạnh đi về luôn. Cái cây này quá chừng luôn. Cả nhà ơi, ở đây có ốc nhiều nè cả nhà. Cái này là ốc dừa, mình bắt về mình luộc ăn ha. Nãy giờ bắt được nhiêu đây là không có nhiều. Nó đeo trong mấy cái cây này nè. Cả nhà ơi, lội mệt quá. Được bao nhiêu đây nè. Không có nhiều nha cả nhà. Lâu rồi mình không có lội mương, lội kinh vậy nè cả nhà. Hôm nay lội mệt quá trời luôn á. Đeo ở trong trái dừa nè cả nhà mà nó không có bự, bắt mấy con bự ăn. Mà ốc này là loại ốc dừa mà sao ở đây của mình nó nhỏ xíu à, không biết ở quê của các bạn có ốc này có nó có bự không. Ốc mình nó nhỏ chứ không có bự. Cả nhà ơi, mình bắt được nhiêu đây ốc dừa nè. Bây giờ mình về ha cả nhà. Mệt quá trời mệt luôn rồi. Lâu quá mình không có lội kênh đó cả nhà.
Rồi bây giờ mệt quá trời luôn, lột dép đi luôn nè. Cả nhà ơi, mình đi bắt ốc được nhiêu đây nè cả nhà. Bây giờ mình rửa sạch sẽ rồi mình luộc ăn ha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ luộc ốc nha cả nhà. Cái phần ốc của mình rửa sạch được nhiêu đây nè. Ở đây mình không có ớt tươi nhưng mình dùng ớt khô ha. Mình để vô luộc. Rồi đây là luộc sả ớt ha, mình để có thêm tí bột ngọt. Còn đây là nước cốt dừa nha cả nhà. Ốc mình luộc nước cốt dừa nó sẽ ngon, nó sẽ béo lắm. Không biết cả nhà có ăn chưa nữa, nhưng mà mình thích nhất là cái món này nè. Bây giờ mình đem lên luộc ha. Nay mình đã để nước cốt dừa vô nè cả nhà. Mình bắt lên đây mình luộc ha. 5 phút sau là mình có ốc ăn liền, rất là ngon luôn. Cả nhà ơi, ốc của mình nó sôi nè. Trời ơi, thơm quá trời thơm luôn cả nhà. Là một chút xíu nữa là mình ăn được rồi đó. Cả nhà ơi, của mình ốc của mình luộc nó khô rồi nè, nó cạn nước rồi nè. Bây giờ mình tắt lửa nhắc xuống ha. Nhìn rất là ngon luôn. Cả nhà ơi, ốc của mình đã luộc xong rồi cả nhà. Nhìn rất là ngon luôn á, mình ăn với nước mắm tỏi ớt ha cả nhà, hay mắm kẹo nè. Nhà mình mời cả nhà dùng thử với mình ha. Ốc dừa này, ốc dừa mình luộc với lại nước cốt dừa ăn rất là ngon luôn á cả nhà. Chấm nước mắm nè, mình mời cả nhà ha. Rất là ngon luôn á cả nhà. Lâu lắm rồi mình không có ăn luôn. Cái này mình luộc nước cốt dừa nó béo béo ngon lắm luôn á. Ốc mình mới bắt nữa cả nhà, nó ngọt lắm. Ngon quá trời ngon luôn. Này cả nhà xem con ốc nè, nó nhỏ nhưng mà ăn rất là ngon. Mình luộc không á, ăn nó không có ngon mà luộc cốt dừa cả nhà. Để cốt dừa vô là nó béo béo ăn ngon lắm. Mình chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà vào video sau ha. Nếu thấy thích kênh của mình, cả nhà hãy đăng ký và like cho mình, ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt cả nhà.